Trong tập trước, hot girl Lữ Yên Phi của Quy Nguyên Tông bị hai tên dê sồm của Tử Đạo Tông muốn bắt làm nô đình, cả Phương Lâm đi ngang qua, thấy chuyện bất bình liền ra tay giúp đỡ, khiến nàng vô cùng cảm kích. Sau đó, Phương Lâm đặt nickname mới là Lữ Tử Hạo, ngày ngày luyện đan ở Quy Nguyên Tông, trình độ luyện đan của hắn cũng ngày một tăng cao. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Một số mãnh thú có hình dạng chim chóc lập tức kêu lên thảm thiết rồi vỗ cánh bay đi. Tất cả mãnh thú trên mặt đất đều phải chạy đi tán loạn, hình như những âm thanh nổ vang trong sương mù cực kỳ đáng sợ. Một lúc sau, trong làn sương mù đột nhiên xuất hiện một hình bóng khổng lồ cao hơn trăm trượng. Bóng dáng này cực kỳ mạnh mẽ, khi đi đến gần thì lộ ra toàn bộ thân hình, là một con khỉ màu đen khổng lồ. Sau lưng con khỉ là một đám hung thú giống như trâu. Đám hung thú này hai mắt đỏ rực và điên cuồng truy kích, làm sương mù giạt hẳn ra, mặt đất lập tức bốc lên những đám bụi khổng lồ. Bốn phía những hung thú có hình dáng giống như trâu này còn có hơn 7 loại hung thú khác nhau, tất cả tập trung lại với nhau thành đàn, tạo thành một đội ngũ rất dài. Tình cảnh hiện lệ trước mắt giống như thủy triều mãnh thú, tất cả đều hướng thẳng về phía con khỉ đen phía trước mà truy đuổi không chết không ngừng. Trên bầu trời cũng có một vài mãnh thú phi điều điên cuồng truy kích. Tình cảnh này nếu xuất hiện trước bất kỳ kẻ nào thì chắc chắn đều cảm thấy da đầu tê dại. Dù là tu sĩ đại thần thông thì đồng tử cũng phải co rút, số lượng của hung thú quá đông. Đặc biệt là bên trong còn có một vài hung thú cấp 5, từng luồng thần thông phát ra tiếng gió thét gào phóng thẳng về phía con khỉ đen phía trước. Nhưng thân thể con khỉ này lại vô cùng linh hoạt, đồng thời da dày thịt béo. Ngoài một số thần thông nó tránh được, tất cả những thứ còn lại nếu có rơi lên thân thể nó cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Con khỉ đen này đạp chân lên mặt đất chạy trốn phát ra những âm thanh ầm ầm. Tốc độ của con khỉ quá nhanh, nó chạy trốn sinh ra những luồng cuồng phong gào thét. Trước mặt nó xuất hiện một khe núi, con khỉ chạy mà đạp thẳng lên trên mặt đất vỡ nát. Nó phóng thẳng người lên rồi trực tiếp bay qua khe núi, con khỉ lại tiếp tục phóng thẳng về phía ngọn núi khác. Những bước chân của con khỉ giống như lưu tinh, chỉ sau vài lần hít thở nó đã chạy đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi có rất nhiều hung thú chim ưng bay lượn, lúc này cả đám phóng thẳng về phía con khỉ đen. Nhưng khi những mãnh thú kia chưa kịp đến gần đã bị con khỉ này vung tay vung chân đánh cho rơi rụng như bông tuyết, giống như không có bất kỳ hung thú nào ngăn cản được bước chân của nó. Nó chạy thẳng một đường đi tới, trong nháy mắt đã leo lên đỉnh núi. Chỗ này có một sào huyệt rộng hơn 10 trượng, khi con khỉ đen đến gần thì vung tay phải lên đánh thẳng vào rồi trực tiếp làm cho huyệt động này vỡ tan tành. Một tiếng ầm vang lên, hang ổ này lập tức vỡ thành 4-5 mảnh rồi hóa thành rất nhiều mảnh vỡ nhỏ bắn ra bốn phía. Trong động lập tức lộ ra một cây cỏ nhỏ màu đỏ. Con khỉ phá hoại này cũng không chịu ngừng tay. Sau khi đánh tan sào huyệt của đám mãnh thú chim ưng thì lập tức chụp lấy một tảng đá lớn chứa cây cỏ màu đỏ. Con khỉ hung hăng kéo lên làm cho núi đã phát ra những tiếng kêu két két rồi bị nhấc hẳn ra. Con khỉ ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng. Nó lại tiếp tục phóng chân chạy thẳng về phương xa. Những hung thú chim ưng ở sau lưng nó lập tức phóng thẳng lên trời kêu gào. Hàng ngàn con chim ưng lập tức trở nên điên cuồng rồi dung nhập vào trong đại quân thú đuổi về phía con khỉ đen. Trong lúc chạy trốn, con khỉ đen lại bóp nát tảng đá trong tay, bên trong lập tức lộ ra một cây cỏ màu đỏ. Nó hướng lên vai hất lên. Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trên vai con khỉ giơ tay ra bắt được. Hắn nhìn thoáng qua rồi thu vào túi trữ vật. Vương Lâm vỗ nhẹ lên cơ thể con khỉ. Nó lập tức cảm giác được mình được khen ngợi nên lại ngửa mặt lên trời gầm giống. Âm thanh của nó lộ ra sự vui sướng, tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Mặt đất chấn động, từ xa nhìn lại có thể thấy con khỉ đen đang bỏ chạy lên xuống. Phía sau nó bụi đất bay đầy trời hòa vào trong sương mù, một đám mãnh thú liên tục gầm giống liều chết truy kích. Trên man hoang đại lục này rất ít tu sĩ dám trêu chọc hung thú thế này, lại càng không có gan mà hung hăng cướp đi dược thảo. Nếu chỉ là một con mãnh thú thì cũng không đủ lực uy hiếp, nhưng một khi là ngàn vạn mãnh thú, thậm chí còn vượt qua con số 10 vạn thì tình cảnh đáng sợ đủ để làm cho bất kỳ kẻ nào cũng cảm thấy tâm thần kinh hoàng. Phương xa có vài tên tu sĩ cùng đến từ những tông phái cấp 5, tất cả đều ngơ ngẩn nhìn tình cảnh trước mặt, kẻ nào cũng đứng yên như tượng không dám nói câu nào. Đám 7 người bọn họ đi đến man hoang đại lục này cực kỳ cẩn thận, vì sợ dẫn đến quá nhiều hung thú mà dược thảo đoạt được tất nhiên cũng không nhiều lắm. Nhưng lúc này chứng kiến tình cảnh con khỉ đen kiêu ngạo trước mặt thì cảm thấy kinh hoàng. Đúng lúc này từ trên bầu trời truyền đến một tiếng gào thét, một con hung thú chim ưng cấp 5 phá tan sương mù phóng thẳng về phía con khỉ đen đang khom người. Trong nháy mắt con chim ưng đã lao đến chỉ còn trăm trượng, vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường giống như chẳng nhìn thấy gì cả. Hai mắt con khỉ lại trở nên ngưng trọng, nó xoay người dùng tay trái chụp lên một đỉnh núi bên cạnh. Thân thể khổng lồ của nó phóng qua đỉnh núi vẽ ra một vòng tròn giống như nhảy dây, chân phải cường tráng của nó quét ngang rồi lập tức đập thẳng vào con chim ưng đen đang phóng tới. Một tiếng rầm vang lên, hắc ưng kêu lên một tiếng thê thảm, máu tươi trên người nó phun ra rồi lập tức lui về sau. Thân thể con khỉ mượn lực nhảy lên, nó cũng không muốn đánh dai mà tiếp tục chạy về phương xa. Mãnh thú truy kích sau lưng lại ngày càng nhiều. Thi Lạc Hình nhắm mắt khoanh chân ngồi trong một sơn cốc u ám, vẻ mặt hắn tái nhợt, trên khóe miệng vẫn còn vài vết máu chưa khô. Mái tóc đen của hắn trở nên tán loạn, bộ dạng rất chật vật.
những âm thanh nức nở nghẹn ngào như quỷ khóc liên tục vang lên khắp bốn phía, mãi vang vọng không dứt, bên trong lại xen lẫn những tiếng nổ ầm ầm. Không lâu sau có bốn bóng người loạng choạng từ phía trước trở về, khi đến gần Thi Lạc Hình thì một người trong số đó phun ra một ngụm máu tươi. Sư tôn, lão tam chết trận, chúng ta không xông ra ngoài được. Bốn người này đều là thanh niên, áo trắng khắp toàn thân dính đầy máu. Thi Lạc Hình trở nên âm trầm, lão không mở hai mắt ra nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ đau thương. Đám sư đồ bọn họ đều ở trong sơn cốc tràn đầy sương mù, trong làn sương này tràn ngập tử hồn phát ra những tiếng rít gào chói tai. Ngoài sơn cốc đang lơ lửng tám cái đầu lâu khổng lồ, những tia chớp màu xanh đang lóe lên bên trên, tất cả đều ngưng tụ lại cùng một chỗ tạo thành một trận pháp. Trận pháp này quả thật rất kỳ diệu, nó đã dẫn động tất cả những linh hồn đã chết nhiều năm trong man hoang đại lục ngưng tụ lại, tất cả hóa thành những vật hữu hình, sau đó dung hợp vào trận pháp tạo thành những thần thông vô cùng ác liệt. Những tử hồn này lại không thể luyện chế thành đan, luyện đan cần thú hồn, sinh hồn, mà phần lớn tử hồn đều là những oán niệm được sinh ra trong nháy mắt trước khi chết. Oán niệm này dung nhập vào đất trời rất lâu mà không tiêu tan. Trên mặt một đầu lâu trong tám cái có một lão phụ nhân khoanh chân ngồi. Lão bà này da rẻ nhăn nheo, cơ thể giống như da bọc xương, vẻ mặt rất dữ tợn giống hệt lệ quỷ. Nếu phàm nhân nhìn thấy chắc chắn sẽ bị hù chết. Trong hai mắt lão bà này lóe lên u quang lộ ra vẻ âm trầm. Thi đạo hữu, 19 tên đệ tử của ngươi cũng chỉ còn lại 4 tên. Tội gì phải hại đến tính mạng những tên đệ tử này làm gì? Nếu bây giờ ngươi đưa vật kia ra, lão sẽ lập tức rời khỏi chỗ này. Những âm thanh âm trầm vang vọng khắp sơn cốc rồi truyền vào trong tai năm người bên trong rất rõ ràng. Vẻ mặt bốn tên tu sĩ thanh niên kia lập tức trở nên trắng bệch, ai cũng trầm tư nhìn về phía sư tôn. Thi Lạc Hình, vì một vật ngoại thân mà đánh mất tính mạng thì không đáng. Tu vi của ngươi tuy cao, nhưng đã trúng phải độc của ngũ độc môn chúng ta. Trong khoảng thời gian ngắn nếu cưỡng ép thi triển thần thông thì sẽ chết bất đắc kỳ tử. Ngươi cứ suy nghĩ lại cẩn thận đi. Vẻ mặt Thi Lạc Hình đột nhiên co rút lại, lão chậm rãi mở mắt làm bùng ra tinh quang. Nhưng trên mặt lại mang theo vẻ đau khổ, lão thân là đệ tử của Hoa Thanh Tông cấp 6, tu vi đã đạt đến tịnh niết hậu kỳ. Lần này căn cứ vào những manh mối mà lén mang theo đệ tử lèn vào trong tinh vực cấp 3 tìm vật phẩm. Thi Lạc Hình cũng tưởng rằng độ chân thận của đầu mối này là không lớn, nhưng lão lại không ngờ được manh mối này lại là thật. Tất cả đều rất thuận lợi, nhưng sau khi tìm được vật phẩm thì không biết vì sao hành tung lại bại lộ. Có rất nhiều người biết được lão đã lấy được vật phẩm, trên đường đi bị kẻ địch vây công, đệ tử bị tổn thất nặng nề. Mà ngay cả lão cũng trúng phải một loại kịch độc, khi độc tính bộc phát thì không thể làm gì khác hơn phải trốn trong đây trừ độc. Nhưng khi độc tính còn được trục ra khỏi người thì bị lão bà chuyên dùng độc trong ngũ độc môn trên tinh vực cấp 6 đuổi theo. Con mẹ già này thi triển đại trận của môn phái vây chính Thi Lạc Hình vào trong sân cốc. Lão đã dùng bí pháp để truyền tin tức của mình ra ngoài, nhưng người của tông phái đến cứu viện cũng cần một khoảng thời gian. Thi đạo hữu, dù người của Hoa Thanh Tông các ngươi có đến cũng vô dụng. Theo lão bà biết thì lần này trên tinh cầu cấp 6 ngoại trừ ngũ độc môn chúng ta, Nhạc Hồn Tông, Đạo Pháp Môn, Động Hành Phái, Ma Tùng Đạo, hầu như tất cả đều đã lên đường. Bọn chúng vì cái gì? Chính là vì vật trong tay ngươi. Ngọc Giản của Phá Thiên Tông tinh vực cấp 8, cũng chính là phương pháp bào chế niết không đan trong truyền thuyết. Vương Lâm đã ở lại trên man hoang đại lục vài ngày thì cũng muốn quay trở về. Vì lo đến vấn đề Quy Nguyên Tông nên hắn cũng không thể ở lại man hoang đại lục quá lâu được. Dù hắn không sợ Tử Đạo Tông, nhưng nếu không có hắn ngồi trong Quy Nguyên Tông thì với thực lực như hiện nay, Quy Nguyên Tông chắc chắn sẽ bị diệt phái. Nếu là ngày xưa thì Vương Lâm sẽ không quan tâm đến ba chuyện này, nhưng người Tử Đạo Tông là do hắn giết thì việc này cũng bắt buộc phải tham dự vào. Huống hồ nữ tu nữ Yên Phi thông minh của Quy Nguyên Tông cũng đã cùng kính tặng cho mình một thân phận, còn chưa nói đến những manh mối có liên quan đến một tia cực âm, điều này cần người Tử Đạo Tông giải đáp. Cho nên khi ở trên man hoang đại lục, Vương Lâm cũng muốn hung hăng càn quấy một lần. Hắn dùng lực lượng của con khỉ mới thu phục để liên tục nhảy vào trong đám mãnh thú cưỡng chế lấy đi dược thảo. Vương Lâm cũng để mặc cho lại quân mãnh thú giống như thủy triều đuổi theo phía sau. Không thể không nói, dù là Vương Lâm cũng không ngờ con khỉ đen này lại cực kỳ xuất sắc trong việc cướp đoạt dược thảo, thậm chí phải nói là rất điêu luyện. Mức độ điêu luyện này rõ ràng cũng không phải được tạo thành trong một sớm một chiều, mà phải dùng một khoảng thời gian dài đi làm những chuyện này mới đạt đến mức độ thành thạo thế này được. Sau vài ngày liên tiếp, Vương Lâm thậm chí không cần phải làm bất cứ điều gì cả, vì con khỉ đen này rất tinh tường vùng man hoang đại lục. Nó thường mang theo Vương Lâm phóng đi, dùng tốc độ nhanh như chớp để nhảy vào trong chụp lấy thảo dược rồi chạy đi như điên không thèm ngoảnh mặt lại. Thậm chí mỗi lần cướp đoạt xong, tên khốn này còn không kiềm chế được sự vui sướng mà gầm rống, giống như nó cảm thấy rất thỏa mãn với hành vi của chính mình. Vương Lâm lại càng cảm thấy cười khổ, chính là hắn mơ hồ nhìn ra con khỉ đen này hình như rất nổi danh trong đám hung thú trên man hoang đại lục. Hơn nữa con khỉ lại rất thuần thục tránh né những đòn tấn công ở sau lưng, giống như nó thường xuyên phải làm như thế này vậy. Những con hung thú truy kích kia nếu chỉ là bị người ta cướp thảo dược lần đầu tiên thì chắc chắn sẽ không đuổi theo liên tục mấy ngày trời, lại càng không tiếc sự lộ ra vẻ điên cuồng và căm hận. Trong lòng Vương Lâm đã sớm có suy đoán,
đặc biệt là trong xào huyệt của một số hung thú. Dược thảo thường không phải sinh trưởng trên núi mà mọc lên ở một số địa phương khác. Những địa phương đó nếu là vương lâm cũng phải tàn thần thức ra mới có thể phát hiện ra được, vì có sương mù bao phủ nên rất khó nhận ra. Nhưng con khỉ đen này thì không. Nó hình như đã biết trước những địa phương có thảo dược rồi, nên chỉ việc dùng tốc độ như tia chớp phóng tới cướp rồi bỏ chạy là được. Hình như đã từng có thời gian con khỉ đen này ở địa phương đó để quan sát kỹ lưỡng. Hắn một mực chờ đợi cơ hội cướp đoạt. Sau mấy ngày liên tục cướp đoạt, con khỉ đen này lại càng rõ ràng trở nên thân thiết với Vương Lâm. Khi nó dùng ánh mắt nhìn lên Vương Lâm đang ngồi trên bờ vai, thì vẻ mặt giống như đang nhìn kẻ động đạo. Cũng chính vì những phát hiện này mà Vương Lâm nhớ lại tình cảnh xảy ra trước khi thu phục con khỉ đen. Lúc đó nó rõ ràng biểu lộ ra thân tu vi dũng mãnh, con khỉ đen bị thương nhưng nó vẫn không chịu khuất phục, đồng thời trong mắt còn lộ ra sự tức giận và không cam lòng. Cho đến khi bị cái chết uy hiếp nó mới chịu khuất phục. Chắc chắn tên cặn bã chuyên đi cướp đoạt dược thảo của những con thú khác này đối mặt với kẻ cướp đoạt của chính mình thì có tâm tư vô cùng phức tạp. Nhưng những hung thú truy kích này cũng hơi nhiều rồi đấy. Vương Lâm quanh chân ngồi trên vai con khỉ đen, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tình cảnh bụi đất bay ngập trời ở phía sau, bên tai liên tục vang lên tiếng gầm giống tức giận. Văn thú đã sớm bị Vương Lâm bỏ vào trong túi trữ vật, tình cảnh hiện nay không thích hợp cho văn thú xuất hiện. Những hung thú truy kích phía sau đã thật sự quá nhiều, đặc biệt là có những con mãnh thú rõ ràng không bị cướp dược thảo nhưng khi trên đường đi nhìn thấy con khỉ đen thì cũng điên cuồng gia nhập vào trong đoàn quân truy đuổi, bắt đầu truy sát con khỉ. Từ xa nhìn lại thì thấy ở phía sau con khỉ đen, số lượng hung thú đã nhiều đến mức không còn giới hạn, chỉ thấy một đám bụi đất khổng lồ giống như thủy triều đang cuồn cuộn phóng về phía con khỉ đen. Nhưng con khỉ đen lại ra vẻ giống như chẳng nhìn thấy gì xảy ra ở phía sau, mỗi khi nó cất bước thì thân thể lại vặn vẹo để né qua những thần thông phía sau cực kỳ điêu luyện. Đám hung thú ở phía sau bị nó ép đến mức liên tục gầm giống như đang mở miệng chửi bới. Trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười, hắn vung một chảo tay phải lên hư không, trước mặt lập tức xuất hiện một tờ giấy màu vàng được bay ra từ túi trữ vật. Tờ giấy này được dán lên bả vai của con khỉ đen. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, một luồng sáng màu vàng đất từ trên người con khỉ đen bùng lên, luồng sáng phóng đến tận chân trời. Thân thể con khỉ đen này lập tức run lên, trong mắt lộ ra vẻ hả hê. Tốc độ của con khỉ lập tức tăng lên rất nhiều lần. Nó lập tức bỏ qua đám thú mà lướt thẳng về phía trước, nhưng nó cũng không bỏ đi ngay lập tức mà xoay người đi vòng ra phía sau đoàn thú. Con khỉ đen không những chẳng tiếp tục chạy trốn mà phóng thẳng về đoàn thú phía trước. Con khỉ dùng tốc độ cực nhanh rồi trực tiếp nhảy thẳng vào đoàn thú. Nó chạy thẳng một đường quyền đấm cước đá văng mạnh thú tạo thành một con đường trống. Nó cứ liên tục vào ra rồi từ bên cạnh phóng đi. Những tiếng gào giống lại liên tục vang lên, đám hung thú đang truy đuổi phía sau lại càng trở nên điên cuồng. Vương Lâm thấy con khỉ cặn bã này vừa xông ra lại có ý muốn quay lại thì nhíu mày. Hắn dùng tay phải vỗ lên vai con khỉ. Lúc này con khỉ lập tức dừng bước chân tấn công rồi tiếp tục bỏ chạy. Thời gian chậm rãi trôi qua, con khỉ khốn kiếp này lợi dụng tốc độ nhanh mà trên đường đi trở thành cường đạo đích thực. Tất cả địa phương đi qua mà nó biết được có thảo dược thì đều vơ vét sạch sẽ, lấy thảo dược đánh mãnh thú giữ xảo huyệt rồi chạy đi. Sau khi chạy một vòng quanh man hoang đại lục để vơ vét tài sản, con khỉ đen này hình như vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Nó phóng đi mang theo cơn thủy triều mãnh thú ở phía sau. Khi Vương Lâm tính toán thời gian thì cũng không ngăn cản mà cứ để mặc con khỉ muốn làm gì thì làm. Sau mấy ngày chạy quanh man hoang đại lục, Vương Lâm cũng dần biết được vị trí trung tâm đại lục này có tồn tại mãnh thú cấp bậc rất cao. Con khỉ đen dùng tốc độ cực nhanh xông thẳng vào khu vực trung tâm của man hoang đại lục. Nơi đây cũng không có nhiều núi nhưng bên dưới chỗ nào cũng có sơn cốc. Từ bên ngoài nhìn vào sơn cốc thường thấy sương mù lượn lờ, cũng không nhìn rõ cảnh vật bên trong. Nhưng bên trong lại có từng luồng khí tức âm trầm và uy áp chậm rãi truyền ra. Con khỉ đen nhảy vào một vùng toàn là sơn cốc thì thần thức của Vương Lâm cũng trở nên ngưng trọng. Trong những sơn cốc này quá mức yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng gầm giống nào của mãnh thú truyền ra. Đặc biệt là khi con khỉ đen tiến vào thì đều cảm thấy trống trơn, giống như tất cả mãnh thú bên trong đã biến mất toàn bộ. Không chỉ có Vương Lâm cảm thấy nghi hoặc, ngay cả tốc độ của con khỉ đen cũng chậm hẳn xuống. Nó nhìn chằm chằm về phía trước, không biết có nên tiếp tục tiến lên hay không. Vương Lâm trở nên âm trầm nhưng mặt đất lại càng trở nên chấn động. Những mãnh thú truy kích phía sau đã theo vào khu vực trung tâm rồi phóng thẳng về phía con khỉ đen. Vương Lâm ngẩng đầu, hai mắt lóe lên tinh quang. Hắn chỉ tay về phía trước, con khỉ đen lập tức cất bước tiến lên, tiếp tục chạy trốn về phía trước. Dưới thần niệm của Vương Lâm, tốc độ của con khỉ đen cũng không nhanh. Dần dần cơn thủy triều mãnh thú chi chít ở phía sau ngày càng gần, giống như dưới sự chỉ đạo của con khỉ mà đám thú kia đang sộc vào tất cả sơn cốc. Thời gian nhanh chóng trôi qua khi con khỉ đen liên tục xuyên qua sơn cốc, thủy triều mãnh thú cũng xông thẳng vào. Đúng lúc này đột nhiên đồng tử trong mắt Vương Lâm co rút lại, hắn phải đứng thẳng người lên nhìn chằm chằm về phía trước. Đúng lúc này một âm thanh thâm trầm từ phía trước chậm rãi truyền đến. Đây là lúc ngũ độc môn chúng ta làm việc, những kẻ không liên quan mau rời đi ơ.
Âm thanh âm trầm kia vừa mới vang lên nhưng còn chưa kịp nói xong đã trở thành một tiếng hô kinh hãi. Rõ ràng người kia đã thấy được sau lưng con khỉ đen kia đang điên cuồng phóng thẳng về phía trước kia chính là một con sóng mạnh thú khổng lồ không giới hạn. Lúc này thần thức của Vương Lâm cũng phát hiện bên ngoài một sơn cốc cách đây ngàn trượng có 8 cái đầu lâu khổng lồ. Đám đầu lâu kia đang hấp thu tử hồn vô tận, tất cả tử hồn lại hóa thành thần thông công kích lượn lờ khắp bốn phía sơn cốc. Vương Lâm lại càng thấy rõ có một lão bà gầy còm đứng trên một cái đầu lâu. Lão phụ nhân cũng co rụt đồng tử lại, địa phương này còn có sương mù bao phủ nên bà ta không nhìn rõ tình hình phương xa, thần thức cũng không thể bao phủ một phạm vi quá xa. Nhưng những chấn động của mặt đất lại dần dần truyền đến, chỉ trong nháy mắt trong phạm vi bao phủ của thần thức đã phát hiện ra một cơn thủy triều mãnh thú đang gầm giống rồi phóng tới. Trong khoảnh khắc này, lão bà không khỏi hít vào một hơi thật sâu, nhưng tu vi đã đến trình độ giống như bà ta thì tâm trí rất cao. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy con khỉ đen khổng lồ, lão bà lập tức đoán ra được đoàn mãnh thú với số lượng khổng lồ phía sau chắc chắn đang truy kích con khỉ đen và tên tu sĩ tóc trắng đứng trên lưng nó. Trong mắt lão bà đột nhiên lóe lên sát khí, tất nhiên bà sẽ không nghĩ rằng đây là chuyện ngẫu nhiên. Nếu không phải là người của Hoa Thanh Tông đến cứu viện thì chính là những tu sĩ của các tông phái cấp 6 đến sớm, tới nhanh lắm. Thân thể lão bà kia đột nhiên tiến về phía trước một bước rồi hóa thành một luồng tàn ảnh phóng thẳng về phía bốn con khỉ đen. Trong lúc lão phụ nhân này phóng về phía con khỉ thì có một luồng sương mù độc chậm rãi tỏa ra khắp bốn phía. Hai mắt Vương Lâm lấp lánh, hắn lập tức hiểu được chính mình sẽ phải tham gia một cuộc chiến hiểu lầm. Hắn rất hiểu 8 cái đầu lâu đang tạo thành trận pháp với mục đích bao vây và giết người hoặc mãnh thú trong sơn động. Nhưng lúc này cũng không còn kịp giải thích, tốc độ của lão bà kia quá nhanh, kèm theo đó lại có cả gió độc, rõ ràng có ý muốn giết người. Vương Lâm phóng thẳng người lên trực tiếp bay khỏi bả vai của con khỉ đen. Tâm thần hắn lập tức ra lệnh, con khỉ lập tức thay đổi phương hướng không nói tiếng nào. Nó chạy vòng qua bên cạnh sơn động đang bị 8 cái đầu lâu bao vây kia. Lúc này tay phải Vương Lâm bấm pháp quyết rồi chỉ về phía trước. Đột nhiên một luồng gió đen gào thét phóng ra, luồng gió này lại lập tức hóa thành một con hắc long gầm giống trong cuồng phong phóng thẳng về phía lão bà. Tu vi của lão bà kia cũng giống như Tống Ngũ Đức năm xưa, đều là tịnh niết trung kỳ. Nhưng nhờ một thân độc công mà có được những thần thông kinh người vượt xa những kẻ cùng tu vi, vượt hơn hẳn Tống Ngũ Đức. Khi luồng gió đen kia đến gần, hai tay bà lão lập tức bấm pháp quyết, trong miệng phun ra ba luồng khí. Luồng khí đầu tiên hóa thành một làn mây đỏ điên cuồng tản ra khắp bốn phía. Đám mây này cùng với con rồng do gió tạo thành đánh thẳng vào nhau, những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Luồng khí thứ hai tạo thành một dòng nước đen phun ra như mưa, dòng nước này đi xuyên qua đám mây đỏ phóng về phía Vương Lâm. Trong mỗi giọt nước đen đều ẩn chứa những chất kịch độc trong đất trời, nếu có một giọt rơi lên cơ thể thì lập tức làm cho xác thịt thối rữa thành nước trong nháy mắt. Luồng khí thứ ba chính là một luồng sáng bảy màu lấp lánh, luồng sáng này đột nhiên hóa thành một pho tượng khổng lồ cao trên trăm trượng, mời độc vương hiện thân, độc linh ẩn. Vẻ mặt bà lão kia trở nên dữ tợn, vung tay ra thì có ấn thần thông đỉnh phong, hai mắt pho tượng độc vương lộ ra u quang, luồng sáng này bùng ra giống như thực chất, ánh sáng giao thoa trước pho tượng rồi đột nhiên ngưng tụ ra một dấu ấn màu đen. Khi dấu ấn này vừa mới xuất hiện thì lập tức ấn thẳng về phía Vương Lâm. Nếu bị cái ấn này đè lên thì thân thể không những trở thành bãi máu mà ngay cả nguyên thần cũng bị độc tính phát tác chết trong nháy mắt. Lão bà kia là một người cực kỳ ác độc, vì muốn giết tên thanh niên tóc trắng phía trước để độc chiếm ngọc giản và phương pháp chế tạo niết không đan, mà sau khi thi triển ra thần thông mạnh nhất còn lo Vương Lâm có thể tránh được. Vì vậy bà ta vung tay áo lên, một con rắn nhỏ như ngón tay lóe lên rồi phóng ra. Con rắn nhỏ này chính là linh thú của bà ta, nó có màu đen kịt, nhưng đầu lại nhô lên một thứ giống như màu gà. Khi nó xuất hiện thì gió tanh lập tức nổi lên cuồn cuộn. Lúc này con khỉ đen cũng đang bỏ chạy về phía trung tâm. Vương Lâm thầm tính trong chốc lát, cuối cùng cũng không ngăn cản hành động của con khỉ. Nhưng bà lão này rõ ràng đã đánh giá thấp tiên thuật hô phong của Vương Lâm. Đặc biệt là sau khi tu vi của Vương Lâm đạt đến tịnh niết thì uy lực của lục đại tiên thuật của Bạch Phàm dần dần lộ rõ, không còn giống như khuy niết. Mà quan trọng chính là Vương Lâm có rất nhiều tạo hóa. Điều này làm cho mức độ nhận thức của hắn đối với tiên thuật của Bạch Phàm càng ngày càng sâu. Năm con hắc long do gió đen huyễn hóa ra cùng đám mây đỏ do luồng khí đầu tiên của lão bà hóa thành va chạm vào nhau, đám mây đỏ trong những tiếng nổ ầm ầm vang vọng lập tức quay cuồng vật chuyển. Lúc này năm con hắc long lại dùng tốc độ cực nhanh xét nát đám mây đỏ, chỉ trong nháy mắt tất cả hắc long đã ngưng tụ lại thành một. Trong khoảnh khắc khi năm con hắc long dung hợp lại thì một luồng uy áp khổng lồ kinh người lập tức bao phủ khắp bốn phía, rồi lại đột nhiên hóa thành một cây trường thương màu đen. Trường thương này không phải là thực chất, có chút trong suốt nhưng luồng khí sắc nhọn bên trên lại đủ làm cho kinh thiên động địa. Cây thương này vừa phóng ra thì chẳng thèm để ý đến cơn mưa nước đen và độc linh ấn, nó trực tiếp phóng thẳng đến gần lão bà. Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hầu như khoảnh khắc khi lão bà phun ra luồng khí thứ ba và vung tay áo lên để con rắn nhỏ có đầu như màu gà phóng ra, thì trường thương màu đen đã phóng đến trước mặt lão bà 10 trượng.
một luồng gió lạnh cực mạnh đột nhiên làm cho vẻ mặt lão bà có những biến đổi lớn. Trên làn da nhăn nheo của bà lão đột nhiên lộ ra rất nhiều lỗ nhỏ, hai đồng tử mạnh mẽ co rút lại, thân thể liên tục lùi về phía sau. Trong khoảnh khắc này bà ta cũng không kịp điều khiển thần thông tấn công Vương Lâm, chỉ dùng hết sức lực để lui về phía sau, đồng thời hai tay bấm pháp quyết. Những nếp nhăn trên làn da bao phủ khắp toàn thân lão bà này lập tức huyện hóa ra rất nhiều cảnh sắc màu đen. Khoảnh khắc này bà ta đã không còn là một tu sĩ, mà giống như một mãnh thú có thân hình con người. Lúc này hai mắt Vương Lâm cũng lóe lên sát khí, hắn đang đứng giữa không trung. Lúc này dấu ấn do ánh mắt giống như thực chất của pho tượng đã tiến đến gần thân thể Vương Lâm. Dấu ấn này phóng đến kéo theo những tiếng gào thét quỷ dị, cùng tốc độ không thể tưởng tượng được bắn đến trước ngực Vương Lâm. Khoảnh khắc này có lui về phía sau cũng không kịp, mà Vương Lâm cũng căn bản không muốn lùi. Tuy tu vi của bà già độc ác kia cao hơn Vương Lâm một chút, thần thông lại vượt xa Tống Ngũ Đức năm xưa mà ra tay cũng vô cùng độc ác, nhưng số lượng tu sĩ tịnh niết trung kỳ mà Vương Lâm đã giết cũng không phải ít. Gặp kẻ thù trên đường hẹp thì kẻ nào cũng sẽ thắng. Trong nháy mắt khi ấn độc kia phóng đến sát người, Vương Lâm đột nhiên nâng tay phải tạo thành trưởng vỗ về phía trước. Đột nhiên bàn tay của hắn và ấn độc cách nhau chưa đến 7 tấc. Khoảnh khắc này Vương Lâm nâng tay trái lên tạo thành chỉ điểm lên mu bàn tay phải. Hắn dùng tốc độ cực nhanh điểm ra hai chỉ, mỗi lần điểm xuống đều có những tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Tất cả nguyên lực trong chu vi nghìn trường trong thiên địa lập tức dùng một phương pháp vô cùng tàn bạo giống như bị một sức mạnh nào đó điều khiển mà dung nhập vào trong đầu ngón tay của Vương Lâm. Tất cả lại tiến vào bàn tay phải. Tất cả mọi thứ nói thì có vẻ chậm nhưng thực tế lại xảy ra trong chớp mắt. Khi ấn độc tiến sát đến lòng bàn tay Vương Lâm thì một tiếng nổ kinh thiên động địa làm cho toàn bộ man hoang đại lục phải chấn động từ trong lòng bàn tay Vương Lâm truyền ra. Đúng lúc này lại xuất hiện lực trùng kích phóng thẳng ra khắp bốn phía. Lực trùng kích tuôn ra lập tức làm cho cơn mưa đen được luồng khí thứ hai độc bà từ kia phun ra hóa thành không thể rơi xuống được nữa. Lực trùng kích bùng ra rất xa làm không có bất kỳ giọt mưa độc nào sinh ra tác dụng đả thương Vương Lâm. Tiếng nổ khổng lồ này vượt xa sấm sét rất nhiều lần. Nó đã tạo thành rất nhiều tiếng vang vọng rồi ầm ầm truyền đi khắp nơi. Khi tiếng nổ này vang lên, thậm chí ngay cả Vương Lâm cũng cảm thấy hai lỗ tai đau nhức muốn nổ ra, cơ thể không kìm được phải lui ra phía sau vài bước. Ấn độc kia lại run lên, mặt trên của nó ken két xuất hiện chi chít vết nứt rồi nổ ầm một tiếng vỡ vụn. Luồng nguyên lực tàn bạo trong tay Vương Lâm tuôn ra lập tức cuốn lấy tất cả mảnh vỡ. Luồng nguyên lực này lại thuận tiện cuốn thẳng qua ngực của bức tượng hư ảo phía trước. Đột nhiên trên ngực pho tượng xuất hiện một dấu bàn tay màu đen. Hai vết nứt từ trên dấu bàn tay lan ra khắp toàn thân bức tượng, pho tượng vỡ thành 4-5 mảnh. Trong nháy mắt khi cơ thể Vương Lâm lui về phía sau vài bước, con rắn nhỏ có đầu màu gà chỉ đơn giản phá vỡ lực trùng kích rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Khi con rắn tiến đến gần Vương Lâm thì phát ra một tiếng rít bén nhọn, một luồng khí cực độc được phun ra khỏi miệng. Vẻ mặt Vương Lâm trở nên âm trầm, hắn lui về phía sau rồi vung một chảo tay phải lên hư không, túi trữ vật lập tức xuất hiện, ngân quang chợt lóe lên bên trong, ngân y nữ thì lập tức phóng thẳng về phía con rắn nhỏ. Thân thể Vương Lâm trượt lóe, hắn phóng qua ngân y nữ thì đang cùng con rắn nhỏ chiến đấu rồi trực tiếp nhào tới độc bà tử. Vẻ mặt bà lão chuyên dùng độc này đột nhiên có những biến hóa kịch liệt, bà ta đang cố gắng tránh khỏi sự truy kích của thanh trường thương màu đen. Nhưng tốc độ của cây thương này ngày càng nhanh giống như tùy vào xương, trên thân thương lại mơ hồ truyền ra những âm thanh phá vỡ không gian. Khi thấy Vương Lâm từ trong sát chiêu của chính mình phóng ra, vẻ mặt của bà lão này lại càng thêm âm trầm. Bà ta đột nhiên cắn đầu lưỡi, máu tươi trong miệng đang muốn phun ra để chuẩn bị thi triển độc công. Nhưng chỉ trong nháy mắt, trong hai mắt Vương Lâm đang phóng về phía trước đột nhiên bùng lên sát khí, hắn nâng tay phải lên chỉ về phía trước, ngừng, đột nhiên giữa trời đất biến hóa ra rất nhiều sợi tơ vô hình, tất cả đều quấn quanh người lão bà. Khi định thân thuật được thi triển thì thân thể bà lão đột nhiên run rẩy kịch liệt, trong miệng bà lão đột nhiên bốc lên một làn khói xanh, trong khoảnh khắc này lại liên tục kêu lên thảm thiết, nhưng lại không thể phun ra ngụm máu độc trong miệng, ngụm máu này chảy theo cổ họng vào bụng, trong máu chứa chất kịch độc. Nếu là bình thường thì sẽ không phản vệ lại bản thân, nhưng trong nháy mắt khi thần thông bị cắt đứt, lại bị định thân thuật trói chặt cơ thể thì máu độc lại phản vệ. Lão bà kêu lên thảm thiết, đồng thời trong cơ thể lại xuất hiện dấu hiệu thối rữa thành từng mảng. Đúng lúc này thì trường thương màu đen ầm ầm phóng đến đâm xuyên qua ngực lão bà chuyên dùng độc, nhưng cây thương cũng không đâm xuyên qua mà lại nổ tung lên. Lão bà dùng độc đột nhiên kêu lên thảm thiết, thân thể vỡ nát rồi hóa thành một làn mưa máu. Nguyên thần lão bà mang theo sự kinh hoàng muốn bỏ chạy thì lại bị Vương Lâm hất tay áo lên rồi trực tiếp thu vào. Trận chiến này mặc dù rất ngắn nhưng những mối nguy hiểm bên trong lại làm cho Vương Lâm vẫn còn khiếp sợ trong lòng. Lão bà này dùng thần công là độc công, cũng đủ để tung hoành trong đám tu sĩ cùng cấp bậc. Dù tu vi của Vương Lâm cao hơn bà ta, nhưng nếu sơ ý để chúng phải chất kịch độc thì sợ rằng cũng sẽ bị lão hạ độc thủ. Đối với Vương Lâm thì chuyện giết người giống như ăn cơm bữa, nhưng trận chiến ngày hôm nay lại rất khó giải thích. Thậm chí hắn còn không biết tên của lão bà kia là gì. Nếu không phải lão bà này ô lên một tiếng ngạc nhiên rồi ra tay muốn giết mình, Vương Lâm cũng sẽ không giết người một cách vô duyên vô cớ. Khi nguyên thần lão bà dùng độc bị bắt,
ngọn lửa hung ác bùng lên trên người con rắn nhỏ, chiến đấu với ngân y nữ thì liên tục suy yếu, cuối cùng bị ngân y nữ thì bắt sống. Lúc này con khỉ đen đã vượt qua chiến trường, nó đang chạy sẹt qua sơn cốc đang bị tám đầu lâu bao phủ. Đàn thú khổng lồ truy kích ở phía sau đang gầm giống ầm ầm rồi phóng đến rồi trực tiếp nhảy vào trong sơn cốc. Những con mãnh thú này có số lượng rất lớn, vì tám cái đầu lâu đã không còn được lão bà kia điều khiển nên lập tức trở nên bất ổn. Những tia chớp lóe lên trên đầu lâu rồi dần biến mất. Vương Lâm đảo mắt nhìn con khỉ đen đang bỏ chạy ở phương xa, con khỉ lập tức hiểu ý rồi xoay người lập tức phóng đi. Lúc này mặt đất phát ra những tiếng chấn động ầm ầm, tất cả mãnh thú đều xuyên qua sơn cốc tiếp tục truy kích. Một vài mãnh thú định phóng tới Vương Lâm nhưng hắn chỉ hất ống tay áo lên thì chết sạch. Không lâu sau ở đây đã không còn con mãnh thú nào, tất cả đều truy đuổi theo con khỉ đen về phương xa. Đứng từ đây nhìn còn thấy được những luồng khói bụi khổng lồ dung nhập vào trong sương mù. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên rồi nhìn chằm chằm vào tám cái đầu lâu đang ngày càng không ổn định, hình như đang muốn nổ tung ra. Vương Lâm cẩn thận nhìn vài lượt rồi phóng đến bên cạnh một cái đầu lâu, hắn dùng tay phải bắt pháp quyết rồi vỗ lên đầu lâu. Đầu lâu này lập tức run lên, u quang bên trên dần tiên tán rồi càng ngày càng thu nhỏ lại. Cuối cùng nó hóa thành một cái đầu lâu xám nhỏ như nắm tay, vẫn lơ lửng trên bầu trời không nhúc nhích. Nếu biết sử dụng đúng khác, lấy bảy cái khô lâu kia phong ấn lại thì rõ ràng là những pháp khí tạo thành trận pháp. Vương Lâm cũng không muốn lấy chúng ngay lập tức mà lại lựa chọn cách phong ấn. Dù sao hắn cũng không biết được trong sơn cốc này có cái gì, thần thức của hắn cũng không thể xuyên thấu qua làn sương âm u nơi đây. Vương Lâm cẩn thận đi vào cốc, chỉ cần hắn khẽ động tâm niệm thì có thể làm cho phong ấn của tám cái đầu lâu đang treo ngoài kia tiêu tán và tiếp tục khôi phục lại tình cảnh vây khốn như lúc đầu. Sơn cốc này cũng không lớn, khi Vương Lâm tiến vào thì lần đầu tiên đã nhìn thấy một bộ hài cốt. Người này toàn thân đều thối rữa, chỉ có thể nhận ra đây là một thi thể đàn ông, một mùi tanh tưởi từ trên thi thể bùng ra rất khó ngửi. Vương Lâm nhíu mày rồi đi thẳng về phía trước, rất nhanh hắn đã đi tới vị trí trung tâm trong sơn cốc. Thần thức của hắn chậm rãi tản ra, hắn lập tức nhìn thấy ngoài trăm trượng ở phía trước có một người đang ngồi khoanh chân ngồi xuống và bốn thi thể người vì độc tính bùng phát mà chết ở bên cạnh. Đa tạ ơn cứu mạng của các hạ, một âm thanh suy yếu truyền ra từ trong miệng bóng người đang khoanh chân ngồi dưới đất. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh, hắn đi tới phía trước không nhanh không chậm, khi đi đến gần mới thấy rõ được tất cả tình cảnh trước mắt. Bốn thi thể người ngã xuống đất chết đều đã thối rữa, hai mắt u ám còn mơ hồ lộ ra sự mờ mịt, đồng thời mùi tanh tưởi cũng bùng ra từ trên thân thể bốn người này. Kẻ đang khoanh chân ngồi xuống là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt người này tái nhợt không còn chút huyết sắc, trên mi tâm còn mơ hồ lộ ra một lỗ đen, ngay cả nguyên thần của hắn cũng đang lâm vào tử vong. Rõ ràng người này đã trúng độc quá nặng, mà loại độc này chắc chắn sẽ không phải loại bình thường mà là tuyệt đỉnh kịch độc. Tịnh Niết hậu kỳ, ánh mắt Vương Lâm trượt lóe lên, độc dược có thể giết chết tu sĩ Tịnh Niết hậu kỳ rõ ràng là loại có thể so sánh với dục tiên tục tử. Đạo hữu đến đây cũng đơn giản chỉ vì ngọc giản và phương pháp luyện đan. Tuy không biết tông phái của đạo hữu nhưng bây giờ hai thứ vật phẩm này đã vào tình thế bắt buộc, dù tại hạ không giao thì cũng có phương pháp mở túi trữ vật của ta ra. Thôi thì hai vật phẩm này tại hạ để lại cho ngươi, chỉ xin đạo hữu để những thi thể này chết một cách vui vẻ, đừng để họ bị hàng ngàn sâu độc tra tấn nữa. Trên mặt người trung niên kia hiện ra một nụ cười khổ. Khi hắn cầu khẩn thì Vương Lâm lại trầm tư, hắn nhìn thoáng qua bốn thi thể đang nằm trên mặt đất rồi lại nhìn người đàn ông trung niên. Hắn khẽ gật đầu, bốn người này là đệ tử của ta, bọn họ vì bảo vệ ta mà trúng độc của lão bà ngũ độc môn kia rồi chết bất đắc kỳ tử. Trong mắt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ đau thương, đây là bốn đệ tử đã đi theo hắn đến chết. Nếu không có ngày hôm nay thì bọn họ sau này chắc chắn sẽ trở thành những nhân tài kiệt xuất trong môn phái. Khi ta độc phát thì không thể vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, người cho ta mượn một tia nguyên lực để mở túi trữ vật. Ta sẽ vì người mà lấy ra ngọc giản và phương pháp luyện đan. Sau khi người lấy đi thì cho ta một cái chết thống khoái là được. Vì những vật ngoài thân mà ta rơi vào kết quả như vậy, lại làm hại những vị đệ tử này. Nụ cười khổ trên mặt người đàn ông trung niên ngày càng đậm. Vương Lâm vẫn không nói câu nào, hắn nâng tay phải lên rồi vỗ về phía trước. Một luồng nguyên lực cuồn cuộn tuôn ra rồi chậm rãi phóng tới bên ngoài thân thể người đàn ông trung niên. Nhưng trong nháy mắt khi nguyên lực phóng đến gần cơ thể người kia ba tấc, nguyên lực lại đột nhiên biến đổi. Trong sự biến đổi này, nguyên lực Vương Lâm đánh ra không có chút ôn hòa mà lại trở nên hùng mạnh như núi đè, trong một khoảng cách quá gần đã sắp rơi vào người tên đàn ông trung niên kia. Nhưng trong nháy mắt khi nguyên lực chuẩn bị đánh vào thì tên đàn ông trung niên kia lại ngẩng đầu lên rất mạnh, vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, một luồng khí tức hủy diệt từ trong cơ thể hắn lóe lên rồi muốn bùng nổ. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn lạnh như băng, sau khi hắn đánh nguyên lực ra thì vung một chảo lên hư không, túi trữ vật lập tức xuất hiện, thiết kiếm trong tay quét ngang về phía trước, dưới kiếm quang gào thét. Tên đàn ông trung niên kia đang định tự bạo đột nhiên thân thể run rẩy, trên cổ xuất hiện một đường máu, tên này chết mà thân thể không được toàn vẹn, chỉ còn lại nguyên thần vô cùng suy yếu. Tên đàn ông trung niên mở to hai mắt rồi gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Đầu lâu của kẻ này rớt xuống đất rồi lăn ra xa mấy trượng, nhưng ánh mắt ảm đạm của hắn vẫn mang theo vẻ dữ tợn,
quỷ kế trước khi chết của tên kia cũng không tính là cao minh. Nếu cái này đối với người biết rõ về ngọc giản và phương pháp luyện đan kia thì quả thật rất hấp dẫn, nhưng Vương Lâm lại căn bản không biết những thứ này. Mà quan trọng là sau khi Vương Lâm tiến vào sơn cốc này thì đã nhìn rõ bộ thi thể đầu tiên, biết rõ về ngọc giản và phương pháp luyện đan kia thì quả thật rất hấp dẫn, nhưng Vương Lâm lại căn bản không biết những thứ này. Mà quan trọng là sau khi Vương Lâm tiến vào sơn cốc này thì đã nhìn rõ bộ thi thể đầu tiên và bốn thi thể ở đây, tuy bộ dạng không khác biệt gì nhiều, đều là những cơ thể thối rữa độc phát mà chết, nhưng thực tế thì vẫn còn có một số khác biệt rất nhỏ. Tính cách của Vương Lâm trời sinh cẩn thận, những điểm khác biệt này cũng rất nhỏ nhưng vẫn bị hắn nhìn ra. Bộ thi thể đầu tiên đúng là độc phát mà chết, nhưng bốn thi thể sau này thì không. Bốn thi thể này người ta giết chết sau đó cơ thể mới bị độc tính phát tác mà thối rữa. Đặc biệt là vị trí đặt các thi thể, trong lòng Vương Lâm đã sớm có suy đoán. Bốn người này rõ ràng là bị tên đàn ông trung niên kia giết chết không hiểu nguyên nhân. Nếu đúng như lời tên kia nói thì bốn người này là đệ tử của hắn, nhưng cũng có thể là đệ tử của gã lão kia. Nói tóm lại thì nguyên nhân và kết quả của chuyện này Vương Lâm cũng không muốn tìm hiểu rõ ràng. Hắn chỉ biết lời nói không còn nguyên lực của tên đàn ông kia là dối trá. Một người sắp chết mà còn muốn nói dối, chắc chắn đang suy tính điều gì đó. Đối với loại người thế này, Vương Lâm sẽ không do dự chọn cách chém chết. Dù sao người cũng phải chết, chẳng qua chết sớm vài hơi mà thôi. Vương Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể mất đầu của người đàn ông trung niên kia. Trên cơ thể người này tràn đầy máu tươi, một lúc sau mới bắt đầu thối rữa. Quần áo của tên này cũng bắt đầu vỡ vụn ra từng mảnh. Ngọc giản và phương pháp luyện đan, Vương Lâm phải suy tư một lúc lâu. Bà lão dùng độc vây khốn tên đàn ông trung niên này, rõ ràng cũng chỉ vì muốn lấy ngọc giản và phương pháp luyện đan. Rốt cuộc là loại ngọc giản và phương pháp luyện đan gì mà làm cho tu sĩ tịnh niết phải chiến đấu với nhau sống chết, mà một tu sĩ tịnh niết trung kỳ lại dám vây giết một tịnh niết hậu kỳ? Người này muốn tự bạo mà chết. Nếu hắn chết thì túi chữ vật sẽ tiên tán, nhưng nếu có đủ tu vi thì cũng rất khó mở túi chữ vật không gian đã khép chặt lại được, mà muốn lấy đồ vật bên trong lại càng khó. Còn nữa, vừa rồi hắn có nói, rõ ràng hắn tưởng ta không phải một người mà là một tông phái. Như vậy có thể thấy cuộc chiến tranh chấp ngọc giản và phương pháp luyện đan này là chuyện giữa hai tông phái. Trước đó hắn có nói là bị trúng độc của lão bà trong ngũ độc môn. Vậy lão phụ nhân bị ta đánh nát thân thể rõ ràng là lão bà ngũ độc môn này rồi. Còn nữa, trước khi lão bà ngũ độc môn kia nhìn thấy ta thì lập tức quát lên rồi xông lên chém giết. Rõ ràng trong lòng bà già này đang nghĩ ra ta đại biểu cho một tông phái khác. Mà quan trọng chính là trước đó bà lão kia đã từng nói một câu, tới nhanh lắm. Vương Lâm ngẩng đầu thật mạnh rồi nhìn lên bầu trời, hai đồng tử trong mắt co rút lại. Chẳng lẽ đang có rất nhiều tu sĩ của các tông phái chạy đến đây sao? Nếu đã là như vậy, có thể làm cho các tông phái tham gia vào thì giá trị của ngọc giản và phương pháp luyện đan này tất nhiên phải cực cao. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hai mắt lấp lánh. Nếu những gì ta vừa phân tích có 7 phần là thật thì ngọc giản và phương pháp luyện đan này sẽ được tên đàn ông trung niên khi nãy cực kỳ coi trọng. Hắn đã biết túi chữ vật có thể bị người ta mở ra, chắc chắn sẽ không đặt hai thứ đó vào trong túi chữ vật. Vương Lâm cúi đầu rồi đảo mắt qua tất cả mọi vật trong sơn cốc. Cuối cùng khi ánh mắt hắn chuyển lên thi thể của bốn tên đệ tử thì dần ngưng tụ lại. Nếu ta là hắn, gặp phải những vấn đề thế này thì sẽ làm thế nào? Sẽ tiếp tục đặt hai vật kia vào trong túi chữ vật hay là kiếm một địa phương khác bí mật hơn? Vương Lâm lại trầm tư, hắn nhắm hai mắt lại rồi đặt mình vào tình cảnh của tên đàn ông trung niên kia. Một lúc sau Vương Lâm mạnh mẽ mở hai mắt ra, trong mắt bùng ra những luồng hào quang kỳ dị. Hắn dùng thần thức đảo qua bốn bộ hài cốt trên mặt đất nhưng không phát hiện được điều gì. Nhưng Vương Lâm không cam lòng, mắt trái hắn lóe lên ánh lửa, một ngọn lửa bùng lên lóe ra u quang, rất nhanh đã bị luyện hóa thành bụi phấn. Nhưng bên trong đám tro bụi kia lại phát hiện một khối ngọc giản và một mảnh xương thú nhỏ như bàn tay. Trong mắt Vương Lâm hiện lên chút hưng phấn, tay phải vung lên một chảo lên hư không, khối ngọc giản và mảnh xương thú kia lập tức rơi vào trong tay. Vương Lâm đảo thần thức qua ngọc giản, vẻ mặt hắn đột nhiên có biến đổi. Phá Thiên Tông cấp 8, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, tâm thần trở nên trì trệ. Hắn lại đưa mắt nhìn về phía mảnh xương thú nhỏ, càng xem xét thì dù có định lực như Vương Lâm cũng nghe thấy trái tim mình đập thình thịch và nhanh chóng tăng tốc độ. Trong mắt hắn lộ ra vẻ không thể tin, hắn nhìn mảnh xương thú nhỏ trong tay mà nửa ngày sau vẫn chưa nói lên lời. Niết không đan. Dù Vương Lâm không biết niết không đan là thứ gì, nhưng hắn biết hai chữ niết không này lại có rất nhiều ý nghĩa đối với những tu sĩ đại thần thông. Đặc biệt là trên phương pháp luyện đan này còn có một câu làm tâm thần Vương Lâm rung động giống như đánh vào chuông đồng. Điều này làm hắn phải dùng tay nắm chặt lấy mảnh xương thú, trong mắt bùng lên những ngọn lửa hung ác ngập trời. Khoảnh khắc này nếu kẻ nào muốn tranh đoạt mảnh xương thì sẽ nhận được những đòn tấn công điên cuồng của hắn. Ăn vào đan dược này có thể nắm chắc một phần quy tắc hóa bản nguyên, trở thành tu sĩ đệ tam bộ. Ăn vào đan dược này sẽ nắm chắc 5 phần vượt qua lần suy kiếp đầu tiên của thiên nhân. Ăn vào đan dược này sẽ nắm chắc 8 phần tiến vào cảnh giới nhập thần. Một lúc lâu sau vẻ mặt Vương Lâm mới dần khôi phục trở lại. Hắn nhìn chằm chằm vào mảnh xương thú trong tay rồi lập tức thu hồi nó vào khối ngọc giản không chút do dự, cũng không có thời gian xem xét rõ ràng.
Khoảnh khắc này Vương Lâm đã chắc chắn xác định những vật này đủ để gây ra một kiếp nạn cho tu chân giới. Hiện nay tin tức phương pháp luyện đan cũng chưa hẳn đã được truyền đi quá rộng, nhưng khi mức độ tranh đoạt dần tăng lên thì cuối cùng sẽ làm cho cả Vân Hải Tinh vực phải chấn động. Đã từ rất lâu rồi Vương Lâm chưa cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, hắn liếm liếm môi rồi đưa mắt quan sát một lượt. Hắn cẩn thận chú ý đến tất cả dấu vết của chính mình và dọn sạch, cũng lấy đi bộ hài cốt của tên đàn ông trung niên và những kẻ đệ tử kia. Sau khi xác định không để lại bất kỳ đầu mối gì, thân thể Vương Lâm hóa thành một luồng cầu vồng phóng ra khỏi sơn cốc. Hắn vung tay phải lên, đang định lấy đi 8 cái đầu lâu nhưng lại trở nên do dự. Vương Lâm kiên quyết vung một chỉ tay phải lên hư không, một cái đầu lâu trong số đó lập tức nổ ầm ầm hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ rơi tung tóe bên ngoài sơn cốc. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, giờ phút này tâm thần hắn nhanh chóng vận chuyển, hắn lấy đi 7 cái đầu lâu còn lại. Khoảnh khắc này hắn lại trầm ngâm, hắn lại lấy bộ hài cốt của tên đệ tử bị độc phát mà chết từ trong không gian trữ vật ra. Sau đó Vương Lâm cẩn thận dọn dẹp những mảnh vỡ đầu lâu bên ngoài sơn cốc, cuối cùng hắn chỉ để lại một mảnh ở địa phương rất thần bí. Sau khi làm xong tất cả những thứ trên thì Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn thu ngân y nữ thi và 7 cái đầu lâu còn lại vào cơ thể, hóa thành một luồng cầu vồng phóng thẳng về phương xa đuổi theo con khỉ đen. Nguyên thần của độc bà tử đã bị ta bắt, nhất định không để cho bà ta chết được. Bà lão này chỉ cần không chết thì chuyện hôm nay sẽ chẳng kẻ nào biết được có người ngoài nhúng tay vào. Mà tất cả đều cho rằng khi độc bà tử lấy được phương pháp luyện đan thì muốn độc chiếm thành của riêng. Dù sao thì trong sơn cốc vẫn còn một mảnh nhỏ của pháp bảo, lại có một bộ hài cốt độc phát mà chết. Thời gian qua nhanh, bất cứ lúc nào thì tất cả tu sĩ các tông phái đều có thể đi đến man hoang đại lục này. Vương Lâm cũng không dám ở lại quá lâu, cho nên chỉ có thể làm những chuyện với mức độ trước mắt mà thôi. Lúc này Vương Lâm cũng không còn tâm tư đi cướp đoạt dược thảo. Trong lúc bay đi như tên bắn, hắn tiến lên một bước, cơ thể lập tức biến mất ngay tại chỗ. Dưới xúc địa thành thốn, hắn lập tức xuất hiện trên người con khỉ đen đang dẫn đầu đám mãnh thú. Con khỉ đen vừa nhìn thấy Vương Lâm thì lập tức trở nên vui vẻ. Nó liên tục gầm giống rồi dùng ngón giữa chỉ vào một ngọn núi bên cạnh. Rõ ràng nó đang muốn nói cho Vương Lâm biết chỗ nào có dược thảo. Vương Lâm cũng không thèm để ý đến vấn đề này, hắn vung tay phải lên hư không gỡ xuống lá bùa màu vàng đang dán lên trên người con khỉ. Sau đó hắn đột nhiên thu con khỉ này vào trong túi trữ vật, thân thể lóe lên hóa thành cầu vồng phóng lên 9 tầng trời. Trên đường đi hắn phá vỡ sương mù, lại đem lá bùa màu vàng dán luôn trên người. Tốc độ đã tăng mạnh mà Vương Lâm vẫn còn chưa thỏa mãn, hắn lại lấy ra một tấm da thú khác dán lên người. Lúc này tốc độ của Vương Lâm đã đạt đến đỉnh phong, thân thể hắn lóe lên xuyên qua những đám sương mù dày đặc, chạy ra thật ra man hoang đại lục, tiến vào tinh không. Đến lúc này trái tim Vương Lâm vẫn đập mạnh thình thịch, hắn sinh ra cảm giác giống như đang nằm mộng, cảm thấy tất cả mọi chuyện đã xảy ra trên man hoang đại lục này cực kỳ không chân thực. Vương Lâm cố gắng áp chế kích động trong lòng, hắn biết rất rõ nếu tin tức phương pháp luyện đan đang ở trên người mình bị tiết lộ ra ngoài thì chính mình sẽ vĩnh viễn bị truy sát trong Vân Hải. Dù ở hai tinh vực Lôi hay Vũ cũng đều là như vậy, vì phương pháp luyện đan này đủ làm cho một số tu sĩ trở nên điên cuồng, đặc biệt là những tên tu sĩ tịnh niết hậu kỳ đại viên mãn thường bế quan lâu dài. Những lão quái đang tiến vào trong thiên nhân suy kiếp thì phương pháp luyện đan này có thể làm cho bọn họ bỏ quên tất cả mọi thứ mà liều mạng. Tuyệt đối không thể để kẻ nào biết được mấy thứ này đang trong tay ta. Vương Lâm triển khai tốc độ trong tinh vực cấp 5 rồi nhanh chóng chạy thẳng một mạch. Hắn cũng không dám tản thần thức ra, hắn mơ hồ sinh ra một loại cảm giác. Lúc này trong tinh vực cấp 5 sẽ có rất nhiều tu sĩ hướng về phía man hoang đại lục. Nếu những tu sĩ này đang đi trên đường mà gặp được chính mình đang phóng đi như tên bắn thì có lẽ sẽ sinh lòng nghi ngờ. Nhưng mối nghi ngờ này sẽ không quá lớn. Chỉ sau khi đám người này đi đến man hoang đại lục phát hiện ra manh mối, tất nhiên sẽ đem tất cả những tên đáng nghi trước đây làm trọng điểm điều tra. Nếu làm chuyện đại sự thì trong lòng cần phải đặc biệt che giấu, càng cần phải yên lặng và tỉnh táo. Sau khi phóng ra một khoảng cách nhất định, Vương Lâm gọi khỉ đen ra. Hắn ngồi khoanh chân trên bờ vai con khỉ, tâm tư trở nên bình tĩnh, để con khỉ phóng thẳng về phía Quy Nguyên Tông ở Mạc La đại lục. Khi cách Mạc La đại lục vài ngày lộ trình, Vương Lâm mặc dù muốn bỏ đi thật nhanh nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, giống như bình thường, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì trên man hoang đại lục. Hắn ngồi trên lưng con khỉ đen như một tu sĩ Vân Hải tinh vực chính thống. Vài canh giờ sau, Vương Lâm đã rời xa man hoang đại lục, mà ở gần nơi đây cũng còn có vài man hoang đại lục khác làm người khác không thể phân biệt được Vương Lâm đã đến từ đâu. Đúng lúc này, đồng tử trong cặp mắt bình tĩnh của Vương Lâm đột nhiên co rút lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường. Xa xa là từng luồng cầu vồng đang gào thét, càng ngày càng đến gần. Tiên Quý Trung, một cái tên rất dung tục nhưng trong tinh vực cấp 6 thì cái tên này lại đại biểu cho rất nhiều ý nghĩa, chính là chữ hùng ác. Hắn là trưởng lão Hoa Thanh Tông tu vi đã đạt đến tòa nhất sơ kỳ. Tên này có một thân thần công kinh người mà nguyên nhân phần lớn là vì tính cách của hắn. Một khi trêu chọc kẻ này mà tu vi không đủ hoặc thế lực một phái yếu hơn thì chỉ có một kết cục là chết. Hơn nghìn năm trước, một tông phái nhỏ trên tinh vực cấp 6 này vì lỡ tay giết chết một tên đệ tử của Tiền Quý Trung, tên này đã chém giết lên tận cửa môn phái kia.
hắn cũng những đồng môn hủy diệt toàn bộ hệ thống đạo pháp của môn phái này, máu chảy thành sông. Trận chiến đó đã làm cho thanh danh Tiền Quý Trung trở nên vang dội, tất cả tu sĩ trong mọi tông phái trên tinh vực cấp 6 kia đều biết rõ. Lúc này vẻ mặt Tiền Quý Trung rất âm trầm, hắn đang khoanh chân ngồi trên một con mãng xà khổng lồ hình rồng, bên dưới người hắn là một đàn linh thú đang chạy tán loạn trong tinh vực cấp 5, sau lưng hắn là một đám đệ tử hạch tâm. Không ngờ đầu mối kia là thật, Tiền Quý Trung vừa nghĩ đến vấn đề này thì trái tim lại bắt đầu đập mạnh lên. Vài tháng trước, một đệ tử hạch tâm của Hoa Thanh Tông bọn họ tình cờ đoạt được một cái ngọc giản chứa những đầu mối có liên quan đến phương pháp luyện niết không đan trong truyền thuyết. Phát hiện này đã làm cho Hoa Thanh Tông cảm thấy kinh hoàng. Tiền Quý Trung thân là tu sĩ bản địa của Vân Hải Tinh Vực, nên hắn cũng biết được 108.000 năm về trước có một chuyện đại sự kinh thiên động địa đã xảy ra trong Vân Hải Tinh Vực. 108.000 năm về trước, tông phái cấp 8 Phá Thiên Tông đang chuẩn bị tiến vào tinh vực cấp 9. Khi chỉ còn lại 2 tháng là sẽ tiến vào thì tình cờ phát hiện một khe nứt không gian. Trong khe nứt này dày đặc cấm chết cực kỳ đáng sợ. Phá Thiên Tông tập hợp rất nhiều tu sĩ, dưới sự dẫn dắt của mấy vị trưởng lão trong tông phái đã đạt đến tu vi thiên nhân suy kiếp mà tiến vào bên trong. Khi mở đường thì số tu sĩ chết đi rất nhiều. Cuối cùng sau khi tiến vào vị trí sâu nhất trong khe nứt không gian thì phát hiện ra một bộ hài cốt. Bên cạnh bộ hài cốt kia có 3 vật phẩm, một viên đan dược, một thanh tàn kiếm, một mảnh xương thú. Sau khi lấy được 3 vật phẩm này thì tất cả các trưởng lão của Phá Thiên Tông tiến vào khe nứt không gian đều trở nên điên cuồng. Bọn họ vội vàng rời khỏi khe nứt này quay về Phá Thiên Tông. Bởi vì những gì bọn họ phát hiện ra thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đủ để cho toàn bộ Vân Hải Tinh Vực phải kinh hoàng. Phát hiện này lại càng có thể để cho Phá Thiên Tông trở thành đệ nhất tông phái trong Vân Hải, vượt qua những thần tông cấp 9 chí cao vô thượng. Nhưng trong tông phái bọn họ có phản đồ, tin tức này bị truyền ra ngoài. Đợi đến khi bọn họ đi ra ngoài thì tất cả các tông phái cấp 8 đều điên cuồng ra tay. Rất nhiều lão quái bế quan quanh năm không quan tâm đến chuyện đời đều ồn ào xuất quan. Tất cả đều phải tham gia vào trận chiến tranh đoạt làm kẻ nào cũng phải đỏ mắt này. Nhưng Phá Thiên Tông có thể tiến cấp vào cấp 9 lại có thực lực đối đầu với tất cả các tông phái cấp 8 khác. Trận chiến tranh đoạt này bùng lên làm cho tinh vực cấp 8 bùng lên gió tanh mưa máu. Tinh vực cấp 7 cũng ra tay, tinh vực cấp 6 cũng giống như vậy, mà ngay cả tinh vực cấp 5 cũng bị ảnh hưởng. Một tai họa khổng lồ bắt đầu quét qua Vân Hải tinh vực rồi được mở rộng ra. Trận chiến kịch liệt này dù đã trôi qua 108.000 năm nhưng khi Tiền Quý Trung nhớ đến cũng phải chấn động tâm thần. Cuối cùng chuyện này đã làm cho tinh vực cấp 9 trước giờ chưa từng can thiệp vào tất cả mọi chuyện của hạ cấp phải ra tay. Tình cảnh này cực kỳ bất lợi đối với Phá Thiên Tông, mà đúng khoảnh khắc này thì Phá Thiên Tông bị phân liệt. Phần lớn đám người Phá Thiên Tông cũng không muốn vì 3 vật phẩm này mà tiếp tục giao chiến. Bọn họ cầm đan dược và tàn kiếm để đổi lấy tư cách tiếp tục sinh tồn. Khi đám người này dâng ra thì có thể giữ vững quỹ đạo phát triển của tông phái, tiến vào trong tinh vực cấp 9. Một bộ phận nhỏ người Phá Thiên Tông lại cầm mảnh xương thú chứa phương pháp luyện đan, đám người này cùng triển khai cuộc chiến sinh tử với những tông phái khác muốn cướp đoạt, cuối cùng tất cả đều biến mất trong dòng sông lịch sử của Vân Hải Tinh Vực, còn mảnh xương thú chứa phương pháp luyện đan cũng biến mất, không biết được đã đi đâu. Có người suy đoán mảnh xương này đã bị tu sĩ tinh vực cấp 9 lấy đi, nhưng cũng có người nói phương pháp luyện đan này được giấu ở một nơi nào đó, cũng có thể đang nằm trong tay tu sĩ của những tông phái cấp 8 năm xưa đuổi giết đám người Phá Thiên Tông. Nói tóm lại thì sau khi trận chiến này kết thúc, mảnh xương thú chứa phương pháp luyện đan đang ở nơi nào đã trở thành một bí ẩn vĩnh hằng. Mãi cho đến 108.000 năm sau, tông phái cấp 6 Hoa Thanh Tông mới tình cờ đoạt được một chút manh mối. Đầu mối này thật hay giả cũng làm cho Hoa Thanh Tông khiếp sợ. Bọn họ đã phong tỏa tất cả những đầu mối có liên quan đến tin tức này, cũng không tiếc giết chết một vài môn nhân, tiêu diệt một vài đệ tử biết chuyện. Bởi vì vấn đề này quá sức kinh hoàng, nếu sơ ý thì sẽ dẫn đến tông phái bị diệt vong. Dù gì thì Phá Thiên Tông năm xưa cũng vẫn còn phát triển đến tận bây giờ, nếu Hoa Thanh Tông so sánh với Phá Thiên Tông trước đây thì chỉ là một con kiến hôi mà thôi, căn bản không có tư cách đoạt được mảnh xương có phương pháp luyện đan. Thực tế thì lòng tham của bọn họ là rất lớn, nhưng cũng không dám động sinh lòng độc chiếm. Bọn họ chỉ muốn tìm được mảnh xương kia, sau đó dâng lên cho một tông phái cấp 8 nào đó để đổi lấy những lợi ích khổng lồ và sự bảo vệ. Đồng thời cũng mượn cơ hội này, nhờ sự trợ giúp của tông phái cấp 8 kia mà trở thành bá chủ trên tinh vực cấp 6. Nhưng nếu muốn làm được những chuyện kia thì trước tiên phải chứng minh đầu mối trong tay là thật. Nếu nói ra đầu mối này cho tông phái cấp 8 mà một khi tất cả đều là giả, thì Hoa Thanh Tông sẽ không thể chống đỡ nổi lửa giận của tông phái cấp 8. Cho nên bọn họ không dám mạo hiểm đưa ra manh mối mà muốn đi trước một bước để chứng minh. Nhưng nếu muốn đi chứng thực vấn đề này thì nhất định phải phong tỏa tất cả khả năng bị truyền ra ngoài, càng không được làm cho bất kỳ một tông phái cấp 6 nào biết được. Hơn nữa đầu mối này lại nằm trong một tông phái trên một tinh vực cấp 3, nếu Hoa Thanh Tông xuất động với quy mô lớn, chắc chắn sẽ làm cho người ta sinh lòng nghi ngờ. Đây là vấn đề mà Hoa Thanh Tông rất lo lắng. Bọn họ dự định rất lâu sau đó mới tuyển chọn một người luôn thận trọng là đại đệ tử Thi Lạc Hình. Hoa Thanh Tông để cho Thi Lạc Hình dẫn theo 19 người đệ tử bí mật đi đến tinh vực cấp 3. Tu vi của Thi Lạc Hình cũng không phải cao nhất trong tinh vực cấp sao, nên nếu hắn dẫn đệ tử lên đường sẽ không làm cho những tông phái khác quá chú ý.
Sự thật cũng là như vậy, sau khi Thi Lạc Hình đi đến tinh vực cấp 3 thì không sinh ra bất kỳ phiền toái nào quá mức. Nhưng ngay cả Thi Lạc Hình cũng không ngờ đầu mối là thật, hơn nữa lại cực kỳ dễ dàng. Hắn lấy được một mảnh xương thú nhỏ và một khối ngọc giản. Nhưng khi Thi Lạc Hình lên đường trở về Hoa Thanh Tông thì tin tức bị lộ, làm Ngũ Độc Môn đuổi giết. Cũng không biết được vì sao những tông phái trên tinh vực cấp 6 đều biết được tin tức này. Thi Lạc Hình, người nhất định phải kiên trì. Nguyên lực trong cơ thể Tiền Quý Trung vận chuyển rồi dung nhập vào bên trong thân thể linh thú, làm cho tốc độ linh thú tăng mạnh. Cầu vồng bắt đầu xuyên mạnh qua những tầng sương mù phóng thẳng đến Man Hoang Đại Lục. Đám người Tiền Quý Trung mang theo chỉ là nhóm cứu viện đầu tiên, mà ở phía sau hầu như là toàn bộ Hoa Thanh Tông đều lên đường, tất cả đang lục tục kéo đến. Trong lúc bay đi như tên bắn, hai mắt Tiền Quý Trung trở nên ngưng trọng rồi nhìn chăm chăm vào phía trước. Trong phạm vi thần thức hắn nhìn thấy một tu sĩ, linh thú của tên tu sĩ kia là một con khỉ đen dài trên trăm trượng. Trên đường đi về phía trước thì tên tu sĩ tóc trắng ngồi trên con khỉ đen kia cũng không phải người đầu tiên Tiền Quý Trung nhìn thấy. Nhưng khoảng cách từ nơi đây đến Man Hoang Đại Lục cũng không xa cho nên Tiền Quý Trung mới phải để ý. Trong lúc phóng ánh mắt Tiền Quý Trung vẫn chuyển lên người tu sĩ tóc trắng kia, không chỉ có hắn, mà ngay cả 10 tên đệ tử hạch tâm của Hoa Thanh Tông đi theo phía sau cũng ồn ào chuyển ánh mắt về phía Phương Lâm. Bị những luồng ánh mắt giống như thực chất này nhìn chăm chăm, vẻ mặt Phương Lâm lập tức trở nên trắng bệch, đồng thời cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn ngơ ngác nhìn hơn 10 luồng cầu vồng đang gào thét ở phía trước giống như đã quên phi hành mà đứng ngây giữa không trung. Hắn biết được hành vi cổ quái của chính mình, người ngoài nhất định sẽ nhìn không thấu. Vì tránh nghi ngờ của đám người kia, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm vẫn tán ra bên ngoài, chỉ dám đạt tu vi ở mức huyền nhất trung kỳ. Tiền Quý Trung thu hồi ánh mắt, giờ phút này hắn nóng lòng đi về Man Hoang Đại Lục ở phía trước, nhìn thấy tên tu sĩ tóc trắng kia không có chút đầu mối nào, dù vẻ mặt hay dáng điệu đều bị sự xuất hiện của đám người bên mình mà trở nên kinh hoàng. Đặc biệt là căn cứ vào bản đồ tinh cầu tên kia đang cầm trên tay, mà ở gần đây vẫn còn vài chỗ Man Hoang Đại Lục, nên xem ra đường đi của tên tu sĩ tóc trắng trước mặt rõ ràng từ trong một Man Hoang Đại Lục khác đi ra. Lúc này Tiền Quý Trung đã không thèm quan tâm đến kiên nữa, linh thú dưới chân trực tiếp xuyên qua bên người Vương Lâm. 10 tên đệ tử hạch tâm ở phía sau Tiền Quý Trung cũng thu hồi ánh mắt, tất cả đều không nói lời nào phóng qua bên cạnh Vương Lâm. Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm, hắn không thể nhìn ra môn phái của đám người kia, nhưng rõ ràng đây là những tu sĩ tinh vực cấp 6, địa điểm bọn họ muốn tới chính là Man Hoang Đại Lục. Nhưng đúng lúc này ở phương xa có một luồng sáng huỳnh quang dùng tốc độ khó thể tưởng tượng phá không bay đến. Luồng huỳnh quang này như ẩn như hiện, Vương Lâm biết rõ đó là một khối ngọc giản. Đây rõ ràng là có người dùng ngọc giản để đưa tin. Thần thông trong nội bộ của tông phái làm cho ngọc giản nhanh chóng vượt qua đám tu sĩ. Nhưng cũng không lo có người dám đến xem vì trong ngọc giản có trận pháp cấm chế. Nếu không có thủ ấn đặc biệt thì đụng vào sẽ làm cho ngọc giản tan vỡ. Mà vì đề phòng chuyện phát sinh ngoài ý muốn thì một khi bắt buộc phải truyền tin thường không phải chỉ dùng một khối ngọc giản. Tốc độ của ngọc giản này quá nhanh, trong nháy mắt đã xuyên qua bên cạnh Vương Lâm rồi trực tiếp rơi vào trong tay Tiền Quý Trung vẫn chưa phóng đi quá xa chỗ này. Vẻ mặt Tiền Quý Trung lập tức biến đổi, tay trái bấm quyết dùng thủ pháp đặc biệt để nắm chặt ngọc giản. Hắn thi triển thần thông tuyệt mật của môn phái để kiểm tra ngọc giản, thần thức vừa đảo qua thì cơ thể đã lập tức chấn động. Ngọc giản này được đám tu sĩ đồng môn đi đến cứu việc đợt thứ hai truyền đến, trong đó chỉ ghi lại một vấn đề, thẻ sinh bệnh của Thi Lạc Hình trong tập anh các ở tông phái đã vỡ vụn, Thi Lạc Hình đã chết. Vẻ mặt Tiền Quý Trung lập tức trở nên âm trầm, hắn hung hăng bóp chặt ngọc giản, ánh mắt đột nhiên lại rơi trên người Vương Lâm. Khoảnh khắc này cũng không phải là hắn nghi ngờ Vương Lâm, mà chẳng qua vì chuyện Thi Lạc Hình chết, không cần biết là kẻ nào ra tay, dù là Ngũ Độc Môn hay những tông phái khác, nhưng hễ là những tu sĩ ở trong phạm vi gần Man Hoang Đại Lục đều là những mục tiêu đáng nghi. Sự việc quá quan trọng, phương pháp của Tiền Quý Trung chính là thà giết lầm chứ không bỏ sót, bắt lấy hắn, cũng mang đến Man Hoang Đại Lục. Tiền Quý Trung dùng một ngón tay chỉ về phía Vương Lâm, 8 tên đệ tử hạch tâm ở sau lưng lập tức phóng thẳng về phía Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm đột nhiên biến đổi, hắn đứng thẳng người lên vừa cung kính vừa kinh hoàng. Hắn ôm quyền nói, chư vị đạo hữu làm vậy là có ý gì? Đừng để bọn ta phải ra tay, đạo hữu hãy lập tức đi theo chúng ta. Trong đám 8 tên đệ tử hạch tâm phóng về phía Vương Lâm có 7 người là tu sĩ dương thực, có một người là Huyền Nhất Sơ Kỳ. Nếu là ngày thường bọn họ gặp Vương Lâm sẽ không làm như vậy, dù sao thì tu vi của Vương Lâm vẫn cao hơn bọn họ. Nhưng lúc này có trưởng lão đi theo bên cạnh, mà đây lại là chuyện đại sự bậc nhất của môn phái, tất cả đều không muốn khách khí, tuyệt đối không thể đi theo đám người đến Man Hoang Đại Lục. Vì con khỉ đen này mà tất cả phần mãnh thú trên Man Hoang đều nhớ kỹ Phương Lâm. Nếu hắn quay trở lại thì chắc chắn đám mãnh thú kia sẽ náo động. Những náo động này rơi vào mắt đám người hữu tâm thì rõ ràng là phiền toái kinh thiên. Sơ hở này đã hoàn toàn chứng minh Vương Lâm từ trên Man Hoang Đại Lục này bỏ đi. Nếu kết hợp với thời gian Thi Lạc Hình chết, dù những tên tu sĩ tông phái cấp 6 này phân tích sẽ thấy cái chết của Thi Lạc Hình do độc bà tử gây ra, nhưng cũng sẽ sinh ra mối nghi ngờ cực lớn đối với Vương Lâm. Khi mối nghi ngờ này xuất hiện thì bọn họ chắc chắn sẽ điều tra túi trữ vật của Vương Lâm,
thậm chí những tên tu sĩ bá đạo còn trực tiếp siêu hồn. Điều này đối với Vương Lâm lại là một đại họa. Trên mặt Vương Lâm hiện lên vẻ không cam lòng, vẻ mặt này sẽ làm cho bất kỳ kẻ nào cảnh giác. Nếu đổi lại là bất kỳ ai, khi đối mặt với những chuyện thế này cũng sẽ không cam lòng đi theo nhưng nhất định phải khuất phục. Nhưng khi tám tên đệ tử hạch tâm kia tới gần thì Vương Lâm điều khiển con khỉ đen xoay người. Trong khoảnh khắc khi con khỉ thay đổi phương hướng để chuẩn bị theo đám người kia, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên sát khí. Hắn tuyệt đối không thể quay về Man Hoang Đại Lục, trở về là chết. 18 tên tu sĩ, ngoại trừ tên đang nắm ngọc giản trong tay thì 17 kẻ còn lại tu vi cao nhất cũng chỉ là tịnh niết sơ kỳ. Một khi Vương Lâm ra tay phải tranh thủ một khoảng thời gian cực ngắn để kết thúc trận chiến. Hắn biết rõ phía sau còn có rất nhiều tu sĩ đang phóng đến đây, nhất định phải xử lý trong một khoảng thời gian cực ngắn, cũng không thể để bất kỳ tên nào sống sót. Vương Lâm ngẩng đầu lên rồi tiến về phía trước một bước, tay phải hắn vung lên phía trước, thuật hô phong đột nhiên bùng ra rồi hóa thành 5 con hắc long điên cuồng gầm giống, tất cả đều phóng về phía 4-5 tên ở phía trước. Đúng lúc này con khỉ đen lại vung hai tay lên, nó gầm giống một tiếng rồi lập tức tấn công. Vương Lâm nhanh như tia chớp, hắn trực tiếp phóng đến trước mặt một tu sĩ Quy Nhất Sơ Kỳ. Tốc độ của hắn quá nhanh, đã vượt qua rất xa phản ứng của tên tu sĩ kia. Đồng tử trong hai mắt tên này co rút lại, đang muốn lùi cơ thể về phía sau lưng nhưng trong hai mắt lại xuất hiện một ngón tay đang phóng đến như tên bắn. Ngón tay nhanh chóng điểm vào mi tâm tên này, trong nháy mắt ngón tay lại lập tức được thu hồi, chỉ để lại trên mi tâm tên kia một lỗ nhỏ liên tục phun máu. Lực lượng hủy diệt của tu sĩ tịnh niết lập tức tuôn vào trong cơ thể với khí thế mạnh như chẻ tre trực tiếp bóp vỡ nguyên thần của tên này. Vương Lâm cũng không dừng lại, hành động của hắn liên tục như nước chảy mây trôi. Hắn lập tức phóng về hướng khác, trực tiếp đánh thẳng vào người một tên tu sĩ thứ hai. Tay phải Vương Lâm điểm vào cái lên ngực tên này, trong cơ thể lập tức truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, máu tươi phun ra như suối. Mà khoảnh khắc này hắc long do hô phong thuật tạo ra cũng dùng khí thế dũng mãnh đánh thẳng lên người nam tên kia. Năm tên tu sĩ chỉ có cảnh giới dương thực đối mặt với thần thông tiên thuật của Bạch Phàm thì căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Trong nháy mắt đã bị hắc long chui vào trong cơ thể, thân thể run lên nổ ầm ầm rồi tan vỡ. Vương Lâm đã tự tay giết chết hai người, một người còn lại bị lực lượng dũng mãnh của hai tay con khỉ đen đập vào, tên này lập tức hóa thành máu thịt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không gian. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thân thể tám tên kia hầu như đồng thời nổ tung rồi hóa thành máu thịt văng ra làm cho bốn phía quanh người Vương Lâm đã hầu như trở thành một màu đỏ. Tiên Quý Trung đang phóng đi ở phía trước đột nhiên quay đầu lại, trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nhưng lại lập tức trở thành dữ tợn. Thân thể tên này lóe lên rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường nhưng trong lòng lại cực kỳ căng thẳng. Bản tôn không có ở đây, chẳng những cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ mà tu vi của hắn sao có thể trêu chọc tu sĩ tối nhất đây. Nhưng tình hình trước mắt lại làm Vương Lâm không thể do dự. Sau khi ra tay quyết định giết chết 8 người, Vương Lâm tiến lên phía trước một bước rồi nói lên. Hắn nhất định phải giết sạch những tên khác ngoài tu sĩ toái niết kia, nếu không một khi có người chạy thoát thì từ nay về sau Vương Lâm khó đi được nửa bước trong Vân Hải tinh vực này. Nhưng 9 tên kia bao gồm cả tu sĩ tịnh niết cũng lập tức có phản ứng. Tất cả đều nhanh chóng tản ra, tốc độ phóng về phía Vương Lâm của Tiền Quý Trung lại ngày càng nhanh như chớp, thần thông trên hai tay hắn hóa thành một luồng hắc quang bắn về phía Vương Lâm để ngăn cản bước tiến. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang. Tay phải bấm pháp quyết làm khí sát lục bùng ra rồi liên tục ngưng tụ bên ngoài cơ thể. Khí sát lục hóa thành một tầng sát lục bảo vệ Vương Lâm lại không cần suy nghĩ nhiều mà tiếp tục phóng mạnh về phía trước. Khi Vương Lâm xông lên thì thân thể hắn hóa thành một luồng sáng đâm đầu vào thần thông hắc quang của Tiền Quý Trung. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, tầng phòng hộ sát lục trên người Vương Lâm vỡ tan. Thần thông của tu sĩ toái niết tuyệt đối không phải tầm thường. Trong nháy mắt khi tầng phòng ngự sát lục tiêu tán thì một luồng lực lượng khổng lồ tràn vào trong cơ thể Vương Lâm làm hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cơ thể lại phóng ra khỏi hắc quang trong nháy mắt khi Tiền Quý Trung tiến đến sát bên người. Vương Lâm phóng thẳng về phía 9 tên đệ tử hạch tâm, mắt trái hắn bùng lên ánh lửa rồi dung nhập vào tay trái được hắn vung lên. Tinh không đột nhiên bùng lên một biển lửa, có 3 tên đệ tử hạch tâm của Hoa Thanh Tông kêu lên thảm thiết trong biển lửa, tất cả đều bị đốt thành tro tàn. 6 tên còn lại đều biến sắc và lui nhanh về phía sau, vẻ mặt Vương Lâm tái nhợt đang muốn tiếp tục truy kích. Nhưng đúng lúc này Tiền Quý Trung lại gầm lên giận dữ và phóng đến gần, tay phải tên này bấm pháp quyết. Mãng xà đầu đen bên dưới lập tức lấp lánh hào quang, một cây trường thương màu đen hiện lên rồi điên cuồng lao về phía Vương Lâm. Thấy 6 tên kia đang tản ra mà chính mình thì bị tên Tiền Quý Trung kiềm chế, trong mắt Vương Lâm lập tức nổi lên đầy tơ máu. Hắn biết mình và tên Tiền Quý Trung kia chênh lệch quá lớn, nếu hắn dừng lại thì không còn khả năng giết chết 6 người kia. Trong nháy mắt khi trường thương phóng đến gần, Vương Lâm há miệng phun ra một vật, đây chính là phong tiên ấn 18 tầng địa ngục. Phong tiên ấn này vừa được phun ra lập tức chắn ngang trước người Vương Lâm rồi cùng trường thương đánh thẳng vào nhau. Một tiếng ầm vang lên, phong tiên ấn này lập tức co rút lại rồi lui về phía sau đập vào người Vương Lâm. Hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức lui về phía sau. Cách chỗ Vương Lâm không xa có một người,
Trong nháy mắt khi hắn phóng tới gần thì quét ngang tay phải, một luồng thanh quang trực tiếp hiện lên trên bàn tay, thanh quang này hướng thẳng về cái cổ của tên kia. Đồng tử trong hai mắt tên tu sĩ này co rút lại, hắn nâng hai tay lên, trong cơ thể lập tức bùng ra luồng hắc quang rồi hóa thành một cái khiên khổng lồ cố gắng ngăn cản thanh quang. Nhưng khi tay phải Vương Lâm hạ xuống, cái khiên lớn kia lập tức tan vỡ, hai tay tên tu sĩ kia gãy đôi, một luồng nguyên lực cực mạnh tràn vào trong cơ thể, đầu tu sĩ này vỡ tung, nguyên thần tử vong, chỉ còn năm tên. Tay phải Vương Lâm bấm pháp quyết rồi vung lên phía trước, một cơn mưa khí lập tức bao phủ bốn phía. Cơn mưa này tạo ra rất nhiều nước quét ngang không trung, chỉ trong nháy mắt tất cả nước mưa đã ngưng tụ thành năm thanh tiểu kiếm lấp lánh tinh quang. Năm thanh kiếm này lao vùn vụt đến năm tên đệ tử hạch tâm của Hoa Thanh Tông còn sót lại. Đúng lúc này thì Tiền Quý Trung cũng phóng đến gần, hắn vung một chảo tay phải lên hư không, trước mặt hắn xuất hiện một vết nứt, trong vết nứt bay ra một cây phất trần màu trắng. Tiền Quý Trung chụp lấy phất trần rồi đập về phía trước. Khoảnh khắc này đột nhiên có một luồng quy tắc thiên địa xuất hiện rồi hóa thành từng đạo bạch quang hàng lâm trên đầu Vương Lâm. Những bạch quang này giống như một cơn mưa kiếm rơi xuống với tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tiến sát bên người. Vương Lâm mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mắt trái bùng lên ánh lửa, một bộ khôi giáp màu đỏ máu đột nhiên huyễn hóa ra trên người hắn. Những âm thanh ầm ầm vang lên, luồng bạch quang rơi vào trên người Vương Lâm làm thân thể chấn động dữ dội, hắn lại phun ra một luồng máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, nguyên thần xuất hiện dấu hiệu héo rũ, đùi phải bị bạch quang xuyên qua làm cho máu thịt mơ hồ. Nếu không phải trên người có hộ giáp thì những đòn tấn công này cũng đủ làm Vương Lâm phải chết. Khoảnh khắc này thuật hoán vũ hóa thành tiểu kiếp lấp lánh tinh quang đã trực tiếp xuyên qua cơ thể nam tên đệ tử hạch tâm. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, máu thịt tung tóe. Bốn người trong đám kia lập tức vỡ tan, nguyên thần bị diệt vong. Nhưng trong đám này có một người kịp bóp nát ngọc giản trong lúc nguy hiểm, ngọc giản bảo vệ nguyên thần rồi chạy về phương xa. Vương Lâm sao lại cam lòng để tên kia bỏ chạy? Hắn vung một chảo tay phải lên hư không, một luồng kiếm quang lập tức lao ra khỏi túi trữ vật. Hứa Lập Quốc lập tức gầm giống rồi đuổi theo phía sau nguyên thần kia. Không giết được hắn, người sẽ chết. Đây là câu thần niệm đầu tiên của Vương Lâm khi Hứa Lập Quốc bay ra. Tên này cũng không dám xem thường mà điên cuồng truy kích nguyên thần. Một luồng ngân quang lại lóe lên rồi phóng ra khỏi túi trữ vật. Ngân y nữ thì lại xuất hiện. Nàng không tham gia vây công Tiền Quý Trung mà phóng về những con linh thú đang mất đi chủ nhân ở khắp bốn phía. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi của một hơi thở. Tất cả tu sĩ khác ngoại trừ Tiền Quý Trung đều bị giết. Đây cũng chính là một trách nhiệm cực kỳ khó khăn đối với Vương Lâm. Nhưng vào giờ phút này hắn cũng không thể được thư giãn. Nguy cơ lớn nhất đối với hắn chính là tên tu sĩ toái niết trước mặt. Vương Lâm nóng lòng giết chết những tu sĩ khác vì nguyên nhân sợ bọn họ bỏ chạy. Quan trọng hơn chính là muốn giết tên tu sĩ toái niết này thì tuyệt đối không thể có bất kỳ điều gì quấy rối. Hắn phải tập trung tất cả tinh thần để đánh chúng, mà cũng chỉ có một khả năng như vậy mà thôi. Nếu có bản tôn ở đây thì giết chết tên này chắc chắn sẽ dễ hơn bây giờ nhiều. Vương Lâm điểm một chỉ tay phải lên phong tiên ấn, tinh quang lập tức bao phủ khắp bốn phía. Một đám hồn phách từ 18 tầng địa ngục truyền ra. Linh hồn mạnh nhất trong số này chính là do hai phân thân của Hư Không Tử và Thiên Vận Tử. Bọn họ là đòn sát thủ của Vương Lâm. Trong nháy mắt khi xuất hiện thì tinh vực này lập tức được bao phủ trong những luồng khí âm hàn. Vẻ mặt Tiền Quý Trung trở nên rất khó coi, hắn không thể ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà tên thanh niên tóc trắng trước mặt lại bùng ra những thần thông hùng mạnh như vậy. Tên kia dám đứng trước mặt mình giết sạch sẽ đệ tử hạch tâm, mà thần thông của chính mình đánh lên người tên tu sĩ kia lại không thể giết chết được hắn. Tâm thần Tiền Quý Trung lại càng cảm thấy khiếp sợ, chính là thần thông hóa thành từ hồn được tên tu sĩ kia thi triển. Trong đám đó có hai linh hồn bùng ra khí tức làm hắn cảm thấy kinh hoàng. Khí tức của hai linh hồn này đại biểu cho thực lực của chúng khi còn sống, cũng đủ làm kinh thiên động địa. Dù lúc này chỉ là tồn tại linh hồn, cũng không thể mạnh bằng khi còn sống nhưng vẫn làm tâm thần Tiền Quý Trung phải sợ hãi. Khi Vương Lâm chỉ một ngón tay ra, linh hồn của Hư Không Tử và Thiên Vận Tử lập tức gầm lên dữ dội rồi lao thẳng về phía Tiền Quý Trung. Nhưng nếu chỉ là như vậy thì không thể kết thúc cuộc chiến trong khoảng thời gian ngắn được. Nếu cuộc chiến kéo dài, những tu sĩ tiếp viện ở phía sau sẽ đi đến. Ngày hôm nay Vương Lâm chắc chắn sẽ phải chết. Hai mắt Vương Lâm lập tức tràn đầy huyết sắc, hắn vung một chảo tay phải lên hư không. Trong nháy mắt linh hồn của Hư Không Tử và Thiên Vận Tử lao ra, Vương Lâm đã rút thiết kiếm ra. Thiết kiếm vừa được lấy ra thì tinh không lập tức chấn động, ngay cả những ngôi sao khắp bốn phía cũng trở nên run rẩy. Những ngôi sao kia lập tức bị đẩy về phía sau, mây gió bên trên cuồn cuộn vận chuyển. Thứ không niết, hai mắt Tiền Quý Trung trở nên ngưng trọng. Nếu nói khi tử hồn xuất hiện hắn cảm thấy sợ hãi thì trong nháy mắt khi nhìn thấy thanh thiết kiếm kia, hắn đã chấn động đến mức khó thể nào tin. Những tham vọng nồng đậm đột nhiên bùng ra khắp toàn thân Tiền Quý Trung, hắn tiến về phía trước một bước, tu vi toái niết lập tức điên cuồng bắn ra. Tu sĩ toái niết vừa xa tịnh niết, trận chiến này đối với Vương Lâm là khổ chiến, hắn nhất định phải thắng mà cũng nhất định phải nhanh. Vương Lâm nắm chặt thanh thiết kiếm, phía trước chính là Tiền Quý Trung đang phóng tới. Lúc này Vương Lâm cũng lập tức lui về phía sau, tay phải hắn điểm một chỉ về phía trước,
đột nhiên linh hồn của Hư Không Tử và Thiên Vận Tử gầm giống lên rồi phóng ra. Hai chiến hồn này có thể nói là ngoại trừ chút lực bản nguyên còn sót trên mi tâm chính là thần thông mạnh nhất mà Vương Lâm làm ra, đồng thời lại phối hợp với một đòn sát thủ của Thiết Kiếm, có thể nói hắn đã tung ra toàn lực. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.